2. Linh Râu xin kính chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với vlog của mình. Thì hôm nay là vlog số 2 của mình. Mình quay vào ban đêm. Mục đích chính là để khoe cái đồng hồ nè. Đồng hồ mình xe ban đêm hơi đẹp. Giỡn chứ hôm nay vlog số 2 của mình là mình tính bàn với anh chị em về hai vấn đề thôi. Tại vì hôm nay là mình thứ ba, mình chạy ra quán 11 Tô Vinh Diện, quán Street Lava để mình ốp với anh em trong nhóm của mình. Nên cũng ngắn lắm, quãng đường đi cũng ngắn nên mình bàn hai vấn đề với anh em thôi. Vấn đề thứ nhất là một số lỗi mà anh em chơi xe gọi là bắt buộc phải mắc phải, không thể tránh khỏi. Thì vấn đề đầu tiên mình bàn là vấn đề về độ vô. Thì số thứ nhất cũng có nói rồi nhưng mà số thứ này sẽ nói sâu thêm. Anh em cũng biết mà, một chiếc xe mà nếu mà nó muốn nhập về một quốc gia nào thì nó phải đáp ứng được hết tất cả các tiêu chí về khí thải, về tiếng ồn. Nhưng mà về thì anh em mình lúc nào cũng thích mở cổ, bỏ bầu, rồi thay lông mới. Thì nói chung cái lỗi đó là anh em mình chắc chắn sẽ vi phạm, hầu như 99% anh em sẽ vi phạm. Nên nhiều người mà có góp ý hay là có lỡ chữ mình thì nghe răng ra cười thôi, chứ mình sai mà mình nhận thôi, chứ cãi lại với họ chi. Nhưng mà cái bô nó cũng có cái tốt của nó, có nghĩa là khi mà mình chạy nhanh nếu anh em mình mà có lỡ chạy nhanh người đi trước mình họ tham gia giao thông cùng hướng với mình họ sẽ nghe được tiếng vô và họ biết có xe đang di chuyển tới, nên họ ít có cái trường hợp qua đường bảy lắm. Nên mình né được những cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Chứ còn lại là cái vô là sai hết nha anh em, do mình thích mình chơi thôi. Mà ở Việt Nam làm gì nó cũng chửi. Ví dụ anh em mua xe lớn mà anh em không gắn vô nó cũng nói mua chiếc xe chỉ cho bự mà imiserim nó cũng chửi. Rồi mà nếu mà không gắn vô thì nếu mà gắn vô thì nó nói ỷ có tiền gắn la sùm nghe mất tự nó cũng chửi. Thôi đường nào nó cũng chửi vậy mình chơi theo ý mình thích đi. Đường nào cũng bị chửi mà. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề nhạy cảm nhất. Ở đây nó có thể nói là hai mặt. Cái này nó không hoàn toàn sai như là vô. Đó là chính là vấn đề chạy xe lên và phải lỗi hay quá tốc độ của anh em chơi xe. Thì ở đây mình bàn xe lớn đi nha anh em. Mấy anh em cũng biết những cái nhà cầm quyền họ ra một cái điều luật từ đó rất lâu rồi, nhưng mà họ không chịu chỉnh sửa dựa theo tình hình thực tế. 2018 rồi cho nhập những chiếc xe 1000cc trở lên, 1000 mấy cc mà bắt là phải chạy chung với lại xe máy và chạy chung lên với xe máy, chạy cùng tốc độ xe máy thì làm sao mà chạy được. Về mặt kỹ thuật cái xe lớn nó cần một cái luồng gió khi lưu thông chạy vô để làm mát máy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà hoạt động hoài ở một cái tốc độ đó mà không chạy lên tua cao thì cái nhiệt độ nó sẽ thấp dần và từ đó dẫn đến nóng máy, là tuổi thọ máy nó cực kỳ mau xuống. Có khi những anh em mà xe đắt cũ là mình bảo đảm là bung cái nước luôn, đó là chuyện bình thường. Anh em có thấy không, mấy cái trường hợp mà Bữa Hẩm đưa tin lúc mà đội tuyển Việt Nam mình gọi là thắng để vô vòng chung kết đó, có nhiều anh em lấy xe lớn đi bảo kẹt xe một cái là bung cái nước liền. Giá 1000 đời mới cũng vẫn bung như bình thường, đó là do nó nóng quá. Nên cái này không phải là anh em mình sai hoàn toàn, anh em mình chỉ sai trên pháp luật thôi. Nhưng mà những cái người cầm quyền họ cũng phải nghiên cứu lại để họ cho anh em mình chạy đúng với cái gọi là cái hướng kỹ thuật của nhà sản xuất người ta đưa ra, và cũng đúng với cái tình trạng đất nước bây giờ. Thời buổi giờ lượng xe máy quá đông và trong đó có xe mô tô, thì phải cắt nhắc làm sao để cho xe mô tô nó lưu thông đúng với tốc độ của nó. Ở đây mình không có chài cối gì hết, nhưng mà rõ ràng nó là vậy. Về kỹ thuật xe thì vậy, nhưng mà nói tới đây thì cũng có nhiều fan anh em chạy ô tô mà mình cũng có nhiều người thấy họ nói mà kiểu không biết có suy nghĩ trong đầu không. Họ nói là cho cái lũ mô tô này mà chạy lên cao tốc hay là chạy chung lên với ô tô sẽ gây nguy hiểm cho họ. Quá tai luôn, nó nói câu đó mà không biết nó học được tới lớp mấy mà sao nói hay được. Nó là sắt bọc người, còn mình là người bọc sắt, vậy mà nó nói là gây nguy hiểm cho nó. Nếu mà có va chạm nhau thằng học chết, mà nó kêu nguy hiểm cho nó, cạn lời. Còn cái vấn đề thứ hai nữa, vấn đề này nó cũng như vấn đề chạy lên và quá tốc độ. Thì mấy anh em có biết không, chợ sáng đã gọi là đúng cái dùng từ chợ sáng là mình chỉ mở khi nào mà gọi là cần thiết, hoặc là đường quá tối, hoặc là đi những cái tour mà đèo núi mình muốn mở rộng thêm cái góc nhìn thì mình nên mở chợ sáng để tránh những cái trường hợp sự cố bất ngờ giữa đường có vật này vật kia mình né không được. Tại vì thường thường mà anh em đi mấy đoạn đường đó anh em phải chạy tốc độ cao lắm đó. Còn nhưng mà một số anh em đặc biệt nha, cái này mình nói không phải vừa đủ có nắm, nhưng mà đặc biệt mà những anh em mà trẻ tuổi
trong thành phố đèn sáng, đường sáng trưng vẫn mở. Rồi ở ngoài thành phố, ở trong thành phố gì mấy anh em qua đường mấy em đá đèn á, qua đường là đá đèn. Mấy anh em có biết làm như vậy á, là cái người lưu thông với mình á, ngược chiều với mình á, là người ta sẽ có khi bị mù tạm thời á, là dẫn đến hiện tượng là người ta không còn thấy đường trong vài giây, là người ta có thể gặp tai nạn nè. Còn nếu xui đuổi là người ta lẻ qua mình một cái là hai người cùng bị tai nạn đó, lúc đó là nãy chuối xé làm đôi ngược nữa. Nó không có hay ho gì, cũng chẳng có đẹp đẽ gì mà khi mà trời sáng nó không sử dụng đúng cái tên của nó, nó cũng không sử dụng đúng chức năng của nó là hoàn toàn nó có hại nha anh em. Bởi vậy luật giao thông hồi sáng này nó đã có cái vụ mà hình như là không biết nó ra luật chưa hay là mới, nó mới chỉ là tiêu điểm để trình đơn thôi, có nghĩa là mở đèn pha trong thành phố là phạt 700.000. 700 nha anh em, đèn pha thôi nha, còn đèn chạy sáng mà không biết nó phạt nhiêu nữa đó. Đó đó anh em, nên anh em chơi đó, đừng có bao giờ mang tiếng xấu lại cho những người chơi sau. Ví dụ cái đèn chạy sáng nó mới ra đâu có ai ghét nó đâu, nhưng mà tại sao nó ghét họ, tại sao nhiều người dân mà họ không xài họ lại ghét nó, tại vì họ quá gọi là mất, bây giờ là mất lòng tin nữa. Chứ auto là những thằng gắn chạy sáng thì những thằng bật mọi lúc mọi nơi, gọi là để phe ta mới gắn cái đèn thôi, nên từ đó ảnh hưởng đến những anh em gắn chạy sáng. Chứ thật ra bạn mình cũng có rồi, anh em trên mạng cũng có, họ mua chạy sáng họ gắn, nhưng thật sự thật khi họ đi tour không đủ ánh sáng họ mất lòng, chứ không phải là mở một cách vô tội vạ. Đó là những vấn đề mà mình muốn chia sẻ và muốn nói cùng với anh em. Còn bây giờ chắc cũng gần ra tứ quán rồi, thì mình trao đổi anh em xíu chuyện ngoại lệ, gọi là chuyện vui đi, chuyện hội nhóm đi. Thì anh em cũng biết là chơi xe mà chơi hội nhóm nó vui chứ, gọi là chơi mà nếu mà chơi mình thì nó chán lắm, nhưng mà bao giờ nó cũng có hai mặt hết. Khi mà anh em tìm được một nhóm gọi là máy tính mà nó tương đồng giống nhau đó, thì chơi rất là lâu dài. Anh em từ đó không có công việc xe hay là không có công việc chức vị địa vị xã hội gì hết. Còn nếu mà anh em mà vô một nhóm mà nó hơi nhiều xe, đặc biệt là những nhóm mà bắt đầu phát triển lên đó, cái giai đoạn đó thì nó sẽ kết nạp thêm nhiều mà không có chọn lọc như lúc đầu nữa. Đó, lúc đó nó sẽ nhiều người tính này tính kia, đâm nó cãi nhau, còn nhiều nhóm mình chơi nó còn chọn nhau nữa chứ đừng nói cãi. Nên mình thích ở một nhóm mà nói chung là tuổi thì hơi đứng xíu đi, nói chung là già già như mình á, già thường nó ít mất nết hơn, nói trẻ nó thiệt, nó rõ ràng là già bị quýnh nhiều rồi nên chắc cũng bỏ tật mất nết rồi. Chứ còn trẻ trẻ mình cũng vô nhiều nhóm mình chơi, mấy anh em trẻ trẻ thường hay nói chung là bất đồng với lại hay gọi là hơi lầy quá xíu, lầy thì nó vui nhưng mà lầy quá thì đâm ra nó không hay. Nên cái nhóm mình đi ốp hôm nay là rất là vui, nên mình chơi cũng khá lâu, cũng bị đuổi hoài chứ mà xin năn nỉ rồi. Thì gần đây là mình review cho quán của anh Phương luôn. Quán này nằm ở quận Thủ Đức, số 11 Tô Vĩnh Diện, là một nơi phải nói là ốp vô cùng đẹp cho anh em chơi mô tô, view rất là đẹp, chỗ đậu xe rộng, nước cũng giá cũng khá là rẻ. Anh em có thể ra đi ốp ủng hộ anh Phương. Rồi thì riêng Liêm á, thì Liêm hay ốp ở đây thứ ba hàng tuần. Anh em thí dụ như muốn giao lưu cà phê với Liêm á, thì công cứ comment dưới, Liêm sẽ sẵn sàng mời anh em cà phê nha. Lúc nào Liêm cũng thích cà phê với anh em mà cùng sở thích với mình hết. Nói chung là nhiều chuyện để tích lũy thêm kinh nghiệm, để có gì mình làm vlog mình chém gió cho dễ mà. Rồi thôi cũng sắp tới rồi nha, chúc anh em bữa tối vui vẻ. Rồi chào anh em, giờ mình quẹo qua cái khu này cái là tới rồi. Đường đi tại vì mình đi đường tắt nên quẹo quẹo, chỉ còn thật ra đi đường hẳn rồi đó, chứ có hai khu là tới. Rồi chào anh em nha, tới rồi.